Ai mình có con heo đẻ nữa các bạn. Heo này 2 ngày tuổi, nó uống gần nửa bịch sữa rồi nè. Đây con heo đằng này nè, mình mới vô nhà, mình chưa thấy, nãy mình chưa thấy nó đẻ, rồi mình vô nhà, mình bật camera lên, mình thấy có con đi, rồi nó mới đẻ ra con nữa đó. Nãy giờ mình thấy có con một à, nó đi loi nhoi bên đây nè. Cái camera mình đặt đằng kia kìa, đó, cái bóng đèn đó đó. Rồi các bạn chờ xem một tí nữa nó đẻ thì mình quay cho các bạn xem tiếp nha. Hồi hôm á các bạn là nó ở bên đây nè, lồng của nó là lồng bên đây nè, đó. Nó nhủi cái đầu qua, nó cắn ổ, nó nhủi cái đầu qua, nó đè bẻ cái sắt nó lên. Xong rồi mình phải cắt cái dĩ này nè. Đó, mình cắt cái dĩ này mình bẻ ra, mình lùa nó xuống đó. Nó đứng là mấy miếng mủ siêu siêu hết trơn á. Qua đây sáng giờ mới im đó. Bây giờ là khoảng 10 giờ sáng nha các bạn. Được hai con rồi. Rồi heo mình ra con thứ ba nè các bạn. Rồi con thứ ba này nhỏ hơn hai con này luôn các bạn ơi. Con thứ ba này chắc chừng 70% của hai con đầu thôi. Rồi để mình bứt dây rúng mình chùi nó nha. Rồi con thứ ba này mình đưa vô sọt chung với hai con trước của nó. Cái này mình quay camera góc rộng á, là cái sọt nó hơi sâu xuống, giống như nó hơi nhỏ, thì mình chỉnh lại bình thường nè. Đó. Rồi các bạn chờ một tí nữa xem là con heo này nó đẻ được bao nhiêu con nha các bạn. Bụng nó còn to lắm, đẻ ba con mà cái bụng chưa có hề hấn gì hết trơn á. Giống như không phải như con này đâu, tệ nè. Con này CP 3 máu nè, đẻ được có 4 con tự đẻ. Con này CP 2 máu. Đó, cái bụng các bạn. Bên đây. Ngày đầu tiên là nó uống được một bịch sữa rồi. Sáng nay mình để một bịch sữa nè, nó uống khoảng được 4 đến 50% rồi. Từ đây tới trưa là nó uống hết cái đó đó. Các bạn mình mới đi rửa tay, mình quay lại là con thứ tư ra nè các bạn, đẻ rất là nhanh luôn các bạn ơi. Đó, con thứ tư nha. Con này cỡ con thứ ba nãy, bự hơn xíu rồi, nhỉnh hơn xíu thôi. Rồi đó các bạn, bốn con mình cho vô sọt rồi nè, hai con bự hai con nhỏ, mà bụng nó vẫn còn to lắm nè. Chuẩn bị gặm nữa các bạn ơi, mới vừa bỏ vô chuẩn bị gặm nữa rồi. Rồi con thứ năm ra luôn các bạn ơi, đó quá nhanh luôn, nãy giờ ba con này ra quá trời nhanh luôn các bạn ơi. Rồi để mình chùi nó nha, không chịu dãy luôn. Đây nè các bạn, con thứ năm nè, bứt dây rúng bắt đầu bò rồi kìa. Con thứ năm cũng tạm được các bạn, nó nhỏ hơn hai con đầu và nó bự hơn hai con sau nha. Rồi heo của mình tổng được 5 con, 5 con mà bụng còn to. Đó, bụng còn đội lắm các bạn. Để mình lau chùi, mình để giữ ấm cho nó, rồi một tí nữa mình sẽ cập nhật cho các bạn xem thêm nha. Con thứ 6 chuẩn bị ra nè các bạn. Nó gặn, các bạn thấy nước ối nó chảy xuống không? Đó, nó nhiễu nhiễu xuống đó. Nó gặn cái nữa là con thứ 6 ra đó. Rồi con thứ 6 chuẩn bị ra nè các bạn ơi, gặn rồi. Đó, ra tới rồi, ra tới rồi. Đó, ra giò trước. Đó, con thứ 6 các bạn ơi, quay cận cảnh lại nè. Trốn rồi. Rồi con thứ 6 các bạn ơi. Đó, tổng là mình 6 con nha, trong đây 5 con nè. Rồi đây là con thứ 6 nè các bạn, mình bỏ vô trung bày với nó nè. Rồi mình sẽ chờ kết quả kế tiếp là con thứ 7 nha. Rồi bây giờ mình cùng chờ con thứ 7 ra nha các bạn. 6 con nhưng mà bụng vẫn còn to, vẫn còn đội. Đó. Con này mình đoán là khoảng 13 đến 14 con. Mình đoán là khoảng 14 con. Các bạn đoán bao nhiêu con thì các bạn cứ bình luận xuống nha. Rồi con thứ 7 chuẩn bị ra nè các bạn. Gặn rồi, cặn cái đầu tiên rồi, chưa ra. Rồi cái thứ hai nè, đó, con thứ bảy ra nha, ra đầu trước nè, quay cận rồi gánh lại nè. Đó, con thứ bảy nha các bạn. Con thứ bảy này cũng to đó.
con thứ bảy nhưng mà bụng vẫn còn đội tròn. Rồi hiện tại là heo của mình được 7 con. Các bạn thấy clip của mình hay á, thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Rồi heo của mình hiện tại được 7 con rồi các bạn. Ở clip sau á, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là thụt cửa tử cung của con này. Sau khi mà nó sanh xong, dù cho các bạn can thiệp hoặc là không can thiệp, thì mình cũng hướng dẫn các bạn thụt cửa tử cung để các bạn biết đường để các bạn xử lý. Sau khi mà heo các bạn thụt cửa tiêm thuốc rồi xong á, là đến khi tách bài ga lên giống lại á, thì đảm bảo là nó sẽ không bị viêm, các bạn phối được 100% luôn nha. Rồi nó chuẩn bị gặm thứ con thứ 8 rồi. Con thứ 8 chuẩn bị ra luôn nè các bạn. Đó, ra tới rồi kìa, ra tới rồi kìa. Đó, cận cảnh lại con thứ 8. Té xuống nè, nó. Hiện tại được 8 con, đẻ rất là nhanh luôn các bạn. Mình mới vừa chùi rửa tay xong là con thứ 8 nó ra rồi. Nhưng mà bụng còn to lắm. Mình đón 14, không biết là khở nó hơn 14 không chừng nữa đó. Các bạn nhớ đón clip sau nha. Mình sẽ hướng dẫn xử lý con này nha. Hoặc là cái con diêm luôn. Giống như mình lấy cái con này làm mẫu để cho các bạn biết là con có can thiệp hoặc là không can thiệp, các bạn cũng xử lý giống như vậy nha. Heo mình chuẩn bị gặn ra con thứ 9 nè. Các bạn nhìn cái lượng bụng theo cái đường tay mình nè. Thấy nó đạp không? Giỡn sống thấy chưa? Theo cái lằn bụng đó đó các bạn. Rồi con thứ 9 chuẩn bị ra nè các bạn. Quẩy đuôi cái là ra đó. Rồi cái này dặn không nổi rồi. Rồi ra nè, ra nè. Đó con thứ 9 nè, ra nè. Cận cảnh lại nè. Đó con thứ 9 rồi nha. Để chùi bớt máu đi các bạn ơi. Rồi mình chùi bớt máu các bạn. Tại vì YouTube nó không có thích máu. Quay máu lên là mấy cái kênh YouTube nó có lầm lỗi với YouTube. Nên là mình phải chùi bớt máu đi. Cái mấy cái trường hợp mà khô thai hoặc là máu nhiều á, là mình sẽ cắt hoặc là mình che cái đoạn đó đi. Và YouTube nó không có cho mà làm như vậy các bạn. Giống như là bạo lực đâm chém này kia đó, nó cũng không cho luôn nha. Rồi hiện tại heo mình được 9 con rồi đó. Mà bụng vẫn còn to, nó vẫn còn đạp nhiều lắm. Nãy giờ mình thấy đây là đạp đội đội luôn nha. Rồi để đưa con thứ 9 nào vào. Rồi đến con thứ 10 thì chắc khoảng con thứ 10 hoặc 11 đi. Rồi mình thả ra cho nó bú. Rồi những con còn lại thì mình cho nó bú sau luôn. Rồi mấy con bên đây là dư sữa luôn. Con này mình thấy là nó cũng có sữa nhiều đó. Đây 4 con. Đâu con rồi. Đây đây, mẹ nó ôm con với giò nè. Đó, với giò đó. Con này thì ngày 12 nó sẽ đẻ. Đó, mấy cái đàn này nè. Ngủ ngon là nó trơn rồi nè. Mấy cái đàn này là sanh ngày đầu tiên là mình bỏ luôn các bạn. Có một con nó bị đè, tức là mình bữa đó mình ở trong chuồng, mình quên, sơ ý. Nó lăn ngang cái nó đè con kia. Giờ còn 15 con à. Còn đàn bên đây đẻ có 4 con à. Còn cái con còi bày trước là mình gửi nhờ nó ở đây luôn. Đây là bịch sữa hồi sáng mình cho các bạn xem nè. Hồi sáng nó còn 60, bây giờ nó còn chừng 30% à. Đó, quay trở lại với cái đàn này nha. Rồi một tí nữa thì nó đẻ thì mình cập nhật thêm cho các bạn nha. Chưa bứt cúng ra luôn nè. Rồi chuẩn bị ra con thứ 10 nè các bạn. Để quay cận cảnh bên đây đi. Con thứ 10 ra nè nha. Nó nước ối nó trào ra rồi. Nó ra tới rồi, nó ra tới rồi. Gặn cái nữa là ra tới rồi. Mất cơn gặn rồi. Rồi bắt đầu gặn lại nè. Ra nè. Rồi con thứ 10 ra đích trước luôn. Đó. Con thứ 10 nè. Ra nằm im ghe luôn ha. Thở được rồi nằm im ghe. Rồi để mình bứt dây rúng nó. Rồi xong rồi nè các bạn. Sao con này nó hiền dữ vậy? Nó không bò. Còn mấy con khác nó bò, nó chạy dữ trời. Rồi con thứ 10 này để vô cho nó khô xong cái đi. Rồi thả 10 con này ra cho bú trước luôn. Rồi đây nè các bạn, hiện tại là mình thả 10 con ra nè các bạn, cho nó bú xong đi, rồi mình thả cái con những con bú sau cho nó ra sau nha. Thả những con đẻ sau cho nó ra bú sau nha các bạn. Trong đây một con tính riêng nè. Thả ngoài này là một con, hai con nè. 3 con, 4 con, 5 con, 6 con, 7 con, 8 con, 9 con, 10 con. Đó, hiện tại là thả ra cho bú 10 con. Ở trong con nữa là 11 con, rồi chờ một tí nữa đi, nó đẻ ra sau thì cho nó bú sau chung với con trong sọt này.
heo cũng đều các bạn, không có lớn nhỏ đâu các bạn, nó đều với nhau à. Rồi các bạn nhớ đón xem hết clip xem là con heo này nó đẻ được bao nhiêu con nha các bạn. Các bạn ơi, nó mới đẻ ra con thứ 12 luôn nè các bạn. Cái con này là con thứ 12 nè, cái con này bự hơn mấy con còn lại luôn đó. Trong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đó các bạn. Tổng là 12 con rồi, mới đẻ ra luôn. Nãy giờ mình nhìn tính đâu là mấy con này nó đi vòng vòng nó bú. Nãy giờ mình buộc cái lỗ đó các bạn, cái lỗ này nè. Đó, cái lỗ chỗ này nó bự lắm à, cái heo con nó dễ lọt xuống đó nên mình buộc thêm một cái cây nữa để mình chặn heo con lại nha. Rồi hiện tại là được 12 con. Đây nè các bạn, nãy giờ mình thả ra khoảng 5 phút là 10 con này nó đã giành được vú bú hết rồi nha. Heo mình 16 vú. Đó, nó đã giành được vú bú rồi. Trong đây hai con nó là 12 con. Nãy giờ mình thấy nó gặn nữa, nó ra nước ối nữa mà mình mới chùi xong đó. Các bạn cứ đợi chờ một tí nữa đi xem con nó còn được cái gì nha. Các bạn cứ đợi, các bạn xem hết clip xem là nó còn được bao nhiêu con nữa nha. Nó vẫn còn đội các bạn. Cái cục chỗ này nè, đó, chỗ này nó vẫn còn đội nè, vẫn còn con. Nó gặn còn ra nước ối, ra phân su là vẫn còn con nha, chưa hết. Rồi heo mình tiếp tục gặn con thứ 13 nè các bạn. Nó ra gần tới rồi mà nó gặn chưa ra nè. Dán gặn thêm cái nữa. Ra luôn, ra luôn. Ồ, con thứ 13 này to quá các bạn ơi. Đó, hiện tại là được 13 con các bạn ơi. Rồi, con thứ 13 này nè, quá trời to luôn. To hơn mấy con khác luôn các bạn. Ra nó hù mình hoài luôn. Ra nằm im, bán im bất động luôn. Ra nằm là im bất động luôn. Bắt đầu mình vịn lên, bắt đầu nó dãy dãy. Chùi mỏ nó ăn cái là trở lại bình thường nha các bạn. Hù mình hết hồn, giật mình luôn á. Rồi, mình đưa con này vô luôn. Một tí nữa cắt rúng sau luôn. Không buộc rúng luôn. Có hai ba con á thì nó không có dướng díu đâu, nhiều con á thì nó mới dướng thôi, tí nữa rúng nó khô mình cắt luôn cũng được, mình không buộc cũng được, nhưng mà các bạn nhốt nhiều con thì các bạn phải buộc rúng nha, phải buộc rồi cắt rúng nha, để không thôi là nó quấn với nhau là nó đi không được luôn á. Rồi hiện tại là 13 con rồi, thì các bạn chờ kết quả một tí nữa xem là còn con nào nữa hay không nha. Mình thấy cái bụng nó cũng hơi xẹp rồi đó, nhưng mà không biết còn con nào nữa hay không. Rồi mình thấy nó gặn nữa nè các bạn, chắc còn con nữa nó mới gặn vậy đó, chứ ra nhau là nó không có gặn vậy đâu. Rồi tiếp theo nè, giờ rõ ra phân su rồi, phân su có phân su là có con luôn. Chặn mạnh lên nè, mạnh lên nè, ra nè, đó ra luôn, con thứ 14 các bạn ơi. Rồi dãy rồi, dãy rồi. Rồi nè các bạn, rồi xong rồi nè các bạn, con 14 này nó còn dữ hơn con thứ 13 nữa, là nó dãy nó hước rồi đó. Đã bắt đầu là mình sơ cứu nó, sơ cứu lần thứ 3 nó mới thở được, nó mới sống đó các bạn. Nó ra là nó hơi yếu rồi nha. Mình chỉ các bạn trường hợp giống như của mình nè. Các bạn dùng tay các bạn đánh đây nè. Các bạn đánh 3-4 cái vừa vừa, đừng nhẹ quá, đừng mạnh quá. Các bạn cầm hai cái giò đó, các bạn chổng lên như nè, rồi các bạn lấy tay các bạn đánh nha. Rồi các bạn lấy cái nhồi dẻ lao á, các bạn chùi miệng, chùi mỏ, chùi miệng, chùi mũi nó nhanh liền. Rồi bạn quay lên đánh nữa, rồi quay lại chùi miệng, chùi mỏ nó, đặng cho cái nhớt nó ra hết. Mình chổng xuống vậy đó, mình đánh đặng cho nó giống như không khí nó trong nó đẩy ra ngoài á. Rồi bắt đầu là nhớt trong mũi nó trào ra. Rồi mình chùi. Đó là trường hợp là con thứ 14 giống như của mình nha. Con này mà để nó tự sanh là nó ngọt rồi đó. Rồi hiện tại là được 14 con. Ở ngoài 10 con. Trong sọt 3 con, ở ngoài này 1 con, nó là 14 con nè. Rồi mình chờ một tí nó đi xem coi nó gán được 15, 16 con không các bạn. Thấy xẹp rồi nhưng mà không biết còn hay không. Nó có ra một chùm nhau của con này luôn rồi các bạn ơi. Rồi sẵn đây mình cho các bạn xem nè, heo của mình 2 ngày tuổi uống sữa. Ngày hôm qua là nó uống hết một bịch rồi, hồi sáng 8 giờ mình để một bịch. Rồi hồi nãy mình cho cập nhật cho các bạn xem hồi lúc mà đầu giờ nó đẻ đó là nó còn 60%, hồi nãy nó còn 30%. Bây giờ như vậy là nó bỏ đó, nó không uống đâu, bây giờ chỉ còn chưa được 1% nữa. Còn một tí nữa là mình pha cái mới cho nó để tới chiều rồi. Rồi bịch chiều đó mình sẽ để theo chiều mình thay một bịch mình để tới sáng luôn. Ngày mai là sẽ để cám tập ăn cho nó luôn. 2 đến 3 ngày là ăn được cám tập ăn. Ngày mai là ngày thứ 3 là ăn 2 nắm cám tập ăn với uống 2 đến 3 bịch sữa là bình thường nha các bạn. Heo mình tập uống sữa là ok nha. Các bạn nhớ đón xem cái clip đó đi, mình làm clip cho các bạn xem. Rồi heo mình 14 con thì nãy giờ mình thấy nó gan chùm nhau các bạn mà không biết là còn nữa hay không. Để mình chích 3 xe oxytocin để kích cho nó thử coi là nó còn nhau thì nó ra nhau, còn con thì ra con nha các bạn. Hồi đầu lúc đẻ tới giờ là mình chưa có sử dụng tới oxytocin nha. Hiện tại là nó đẻ gần xong luôn, hoặc là xong luôn rồi đó.
là mình chưa có sử dụng thuốc. Bây giờ mình mới tiêm thuốc cho nó nè. Tại vì nó đẻ được là mình để cho nó đẻ, mình không có lạm dụng. Mình càng lạm dụng thì tử cung nó càng co bóp thì con heo nó càng mệt thôi các bạn. Rồi các bạn ơi, mình chích oxytocin vô nãy giờ khoảng 10 phút rồi là mình thấy nó có biểu hiện gặn nè. Chờ đợi coi, không biết nhau hay là con nè. Chờ kết quả các bạn. Chờ để gặn cái nữa đi. Nãy giờ thấy nó gặn 4-5 cái mà chưa ra các bạn. Nó ra nước ối, nó ra phân su nữa. Mình nghĩ là nó còn một con nữa các bạn. Rồi bây giờ mình 10 con này nè. Nó bú no rồi. Bây giờ 10 con này mình sẽ bắt vô sọt. Mình sẽ bỏ 4 con này ra trước đi. 4 con này ra cho nó bú đi. Khi nào mà 4 con này hoặc là trong bụng nó còn con nào nữa cho nó bú thiệt là no xong, mình mới thả 10 con ra nhốt chung luôn, là cho nó bú chung tổng đàn luôn. Mình không có chia hai tớp nha, mình chỉ chia cái đợt đầu tiên thôi. Rồi chiều mình sẽ bấm găng những con này. Các bạn lưu ý nha, các bạn nhớ bấm găng những con này. Những con này á, nó bú xong một cử đầu á, các bạn bấm găng nó đi. Để không thôi là nó giành bú rồi nó cắn vú mẹ nó, mẹ nó đau là mẹ nó lòm còm ngồi vậy, nó cứ ngồi nó đứng hoài à. Là các bạn phải chịu khó, là các bạn phải ra canh là cực lắm. Nên các bạn bấm xong sát găng rồi nó cắn vú mẹ nó không còn đau nữa, mẹ nó không đau nữa thì mẹ nó không ngồi vậy, không có tránh nó nữa, thì các bạn sẽ đỡ về cái phần mà heo mà nó bị vấn đề các bạn. Nên các bạn lưu ý vấn đề này nha. Các bạn nhớ bấm găng cắt đuôi rồi nha các bạn. Bấm găng sớm đi để heo mẹ nó bớt bị đau, là nó bớt nằm úp lại, nó bớt đứng dậy. Rồi đây nè các bạn, mình quay cho các bạn xem con thứ 15 nè các bạn. Nãy giờ nó gặn 7-8 cái luôn mà mình thấy nó không ra. Mình mới vừa đưa tay vô can thiệp, mình mới vừa đưa vô khoảng tới đây thôi là mình đụng cái đuôi nó rồi, là mình biết nó kẹt rồi. Rồi mình kéo nó ra, mình quay cho các bạn xem nè. Hiện tại là con thứ 15 nha. 10 con trong đây, con thế này là 11, 12, 13, 14, 15. Có một con dưới nè. Bên đây 4 con đó. Đàn mình hiện tại 15 con để mình lau chùi cho nó bú luôn các bạn ơi. Rồi mình lau chùi cái con thứ 15 này ra cho nó bú nè các bạn. Tại vì cái chân nó còn yếu với mà nó trơn các bạn, cái nền mũ nó trơn á, mình sợ nó bị bạc chân nên mình lót cái miếng vải này xuống để cho nó đứng vững hơn nha. Rồi một tí nữa mình thả tổng đàn ra, mình kiểm heo lại cho các bạn tham khảo nha. Cho các bạn coi heo mình nè các bạn. Mình nãy giờ mình để xuống khoảng 2 tiếng, nó thức dậy, nó uống sữa xong nó quay qua nó bú mẹ nó nữa nè. Nhiều đây còn khoảng 30% là hết rồi. Một tí nữa thì mình thay nha. Ngày hôm nay là nó uống 3 bịch luôn. Sáng bịch, buổi trưa bịch, rồi buổi chiều tới sáng bịch. Hiện tại đàn này còn 15 con các bạn. Nó bị mẹ nó đè một con rồi. Bây giờ nó còn 15 con thôi. Rồi hôm nay uống 3 bịch, ngày mai là mình để cám tập ăn xuống cho nó ăn các bạn ơi. Rồi trở lại với con heo đẻ của mình nè các bạn. Hiện tại là heo của mình nó đẻ được 15 con thôi các bạn ơi. Nãy giờ nó ra nhau cũng nhiều rồi, ra muốn hết rồi. Đó, 5 con ở ngoài nè. Nó 2 con, 3 con, 4 con, 5 con. Trong sọt này 10 con, bây giờ mình thả ra chung cho nó bú luôn nha. Rồi xong rồi nè các bạn. Nãy giờ mình thả 10 con ra chung luôn là tổng đàn mình 15 con rồi nè. Để mình đếm cho các bạn kiểm tra thử coi đúng 15 con như mình nói hay không nha. 1, 2, 3 nè. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ở dưới này 1 con là 15 con nè. Rồi mình cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip heo đẻ của mình nha. Bên đây mấy con bên đây cũng phá dữ nè. Thank you.